Xin chào các bạn, hôm nay nhà mình nấu súp cua. Súp cua là một trong những cái món rất là dễ ăn và rất là dễ nấu các bạn. Ngoài ra khi mà nấu súp cua thì các bạn có thể kinh doanh cái dạng súp cua bình dân hoặc là súp cua dinh dưỡng hoặc là súp cua cao cấp. Hôm nay mình sẽ nấu cái súp cua tương đối là dinh dưỡng, cho nên nếu mà các bạn kinh doanh bình dân mình sẽ không dùng cua hay là một số nguyên liệu đắt tiền khác. Thì các bạn biết không, mình có ở đây là nửa ký xương gà. Xương gà các bạn có thể mua cái xương gà trong siêu thị, họ bán cái xương gà này là cái xương đùi á, họ đã rút xương ra. Và một nửa cái ký này các bạn. Thì đây là cái xương gà mà mình mua hôm qua, mình để tủ đông rồi. Hôm qua bận quá mình chưa kịp nấu. Thì đối với cái xương gà mà còn tươi thì các bạn có thể không trụng nước sôi. Còn cái xương gà này mình đã để tủ lạnh hoặc là mình đã để tủ đông thì mình sẽ trụng nước sôi lại nha. Mình sẽ cho nửa muỗng cà phê muối vào đây. Nước sôi thật sôi thì mình sẽ trụng xương gà. Cái nào to thì mình bỏ vào trước nha các bạn. Không cần nó sôi trở lại, mình chỉ cần thấy cái xương gà nó săn vậy thì mình sẽ vớt ra mình rửa lại nước lạnh nha các bạn. Các bạn rửa bên dồi nước càng tốt nha. Sau đó mình sẽ bắt một cái nồi nước. Gà mình đã rửa sạch, mình cho vào mình nấu nước dùng nha các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu với 3 lít nước. Mình sẽ bật lửa lớn và đậy nắp lại cho nó nhanh sôi và nó sôi bùng lên. Thì sau đó mình sẽ nấu nước dùng với lại lửa nhỏ và mình không đậy nắp và không khuấy. Thì cái nước mình sôi thì mình sẽ dỡ nắp ra và mình nhặn lửa nó sôi lăn tăn thôi các bạn. Khi mà các bạn dặn nhỏ lửa thì các bạn nhớ mình vớt bọt. Trong những cái lúc đầu bọt đầu như thế này mình vớt kỹ thì nước mình sẽ trong ngon à. Các bạn nhớ đừng có khuấy nha. Mình nấu nước dùng bất cứ loại xương nào mình không được khuấy. Do cái ức gà mình cần lấy thịt cho nên mình sẽ canh từ lúc sôi lên khoảng 10 phút mình lấy ra để mình lấy cái phần thịt đó. Mình gỡ những cái thịt gà trong cái ức này ra nè. Còn lại mình để trở lại mình nấu nữa nha. Thường mà các bạn nấu cái nước dùng á, mà xương gà, xương heo, xương bò mà nó càng mới thì nó càng tươi, càng mới càng tươi thì các bạn nấu cái nước dùng nó càng trong càng ngon. Các bạn để tủ lạnh dù chỉ một ngày thì bắt đầu nó cũng có dấu hiệu nó đục rồi nha các bạn. Mình nấu súp cua thì đương nhiên mình sẽ có một cái con cua. Và các bạn nếu mà thích ăn cua nhiều thì mình làm con cua to, hoặc là không thích ăn cua thì mình có thể làm ít hơn hoặc là không dùng cua cũng được nha. Có một số nơi người ta sẽ dùng cua với dạng là đã gỡ thịt ra rồi đó thì cũng được các bạn, nhưng thường đa số người ta bán súp cua mình thấy rất là ít thịt, ít cua, hoặc là người ta sẽ dùng ghẹ, cái loại mà ghẹ nhỏ nhỏ rẻ tiền á. Hôm nay thì mình dùng một cái con cua như thế này là khoảng chừng nửa ký lô. Cua này là cua đực, có nghĩa là con cua này là con cua thịt các bạn. Mình cần lấy thịt nó rồi, đã chà rửa sạch sẽ mình sẽ đi hấp cua, sau đó mình sẽ gỡ thịt. Mình sẽ không quay công đoạn này vì các bạn ai cũng biết luộc cua rồi ha. Mình có ở đây là trứng cút. Thì các bạn thích ăn trứng cút nhiều thì mình làm trứng cút nhiều. Hôm nay Natha làm một cái dĩ này là bao nhiêu? 30 quả trứng cút. Nhà Natha thì mấy đứa nít nó thích ăn trứng cút lắm. Thường một số nơi á, người ta bán dạng súp cua bình dân á, người ta hay để nhiều trứng cút các bạn. Một chén nhiều khi được 2 quả trứng cút luôn á. Tại vì trứng cút nó rẻ, mình độn thêm vào trong cái nồi súp của mình nó vừa ngon mà vừa rẻ nữa. Mình sẽ có ở đây là 3 cái trứng gà. Trứng gà này để một lát mình làm cái trái trứng gà bông ở trong súp cua. Và trứng bích thảo, nhiều nơi người ta bán súp cua có trứng bích thảo rất là ngon. Nếu mà mình ăn thì mình bổ sung thêm. Trứng bích xảo này mình sẽ luộc lên luôn nha các bạn. Thường là khi mà các bạn đập ra trứng bích thảo các bạn có thể ăn được liền, nhưng mà để cho an toàn là trứng của mình nó đặt ở trong thì mình luộc qua. Tiếp theo mình có ở đây là nấm đông cô. Cái lượng nấm mà mình cân cái lúc mà nó khô á, mình rửa sạch rồi mình ngâm
ngâm nước như thế này để một lát mình sắc nhỏ. Và ở đây là cái còi sò điệp các bạn. Nhà mình hay mua cái còi sò điệp để sẵn trong nhà để nấu nước dùng cho nó ngọt nè. Và còi sò điệp rất là mắc tiền nhưng mà nó rất là ngọt và ngon. Thì hôm nay mình dùng ở đây khoảng chừng nửa 50g. Các bạn không dùng còi sò điệp cũng được, và tại nhà mình có thì mình dùng luôn cho nó tiện, cho nó ngon hơn à. Còi này thì mình mới rửa qua nước lạnh thôi, để lát mình nấu. Còi sò điệp các bạn có thể mua ở các chợ nè, đặc biệt là các bạn mua ở ở chợ Hòa Bình, nó bán nhiều lắm. Củ sắn của mình nè các bạn khoảng 200g, và một xíu cái củ cà rốt như thế này, củ này nhỏ thôi, để một lát mình cắt hạt lựu mình bỏ vào trong súp cho nó đẹp. Và cái hai trái bắp thì một lát mình chỉ lấy một cỡ phân nửa hạt bắp để mình bỏ vào trong nồi súp, còn bao nhiêu còn lại mình sẽ nấu để nước dùng của mình thêm ngọt. Và ngoài ra thì mình sẽ có rau nêm là ngò rí và hành lá. Thì ngò rí là khi mà các bạn mua thì các bạn lưu ý là mình mua cái ngò rí mà có cái gốc, mà gốc to to như thế này nè, để một lát mình nấu cái gốc này nó rất là ngọt, rất là ngon. Thì bao nhiêu đây là bao nhiêu ta, một củ khá là to các bạn, khoảng 12 cái gốc ngò rí như thế này. Còn cái ngò rí này thì để lát mình nêm. Ngoài ra trong cái món súp cua này thì người ta sẽ dùng giấm tiều và cái dầu mè nha. Và hôm nay mình sẽ sử dụng bột để làm cho cái súp của mình nó đặc sánh. Thì mình có ở đây là bột năng Hà Lan. Bột năng Hà Lan này người ta không có bán lẻ, người ta không có vô cái bao bịch nhỏ, mà người ta vô lần 5-10kg, cho nên mình mua lẻ thì người ta sẽ vô bịch như thế này. Mình sẽ để màn hình cái vỏ bao bì bên ngoài cho các bạn xem nha. Nếu mà các bạn có bột bắp thì các bạn dùng bột bắp, còn nếu không thì thôi. Thì thường á là đối với những người mà người ta bán cái súp cua mà dạng bình dân thì người ta sẽ không sử dụng bột năng Hà Lan. Tại vì bột năng Hà Lan nó mắc, hình như nó mắc gấp đôi bột năng bình thường á. Người ta sẽ sử dụng 50% bột năng và 50% bột bắp, tức là tỷ lệ 1:1 giữa bột năng và bột bắp. Còn nếu không thì các bạn sẽ sử dụng bột năng Hà Lan. Bột năng Hà Lan sẽ giúp cho cái súp của mình ngon hơn, và đặc biệt là nó ít bị dữa. Củ sắn thì mình gọt vỏ, sau đó mình sắc ra để hồi mình nấu nha các bạn. Mình sắc miếng to to cũng được ạ. Cái phần bắp cũng vậy, mình sẽ chẻ làm tư. Thường các bạn nấu một trái bắp cũng đủ rồi. Mình nấu hai trái tại vì mình mua nó bán hai trái. Cà rốt thì mình bào vỏ, sau đó mình sắc hạt lựu nha các bạn. Một số nơi người ta sẽ không có làm cái hạt lựu của cà rốt nè. Các bạn không thích bỏ cà rốt vào cũng được nha. Mình có để một xíu cà rốt cho có màu đẹp thôi. Mình sẽ cho một muỗng cà phê muối vào trong cái nồi luộc, vào trong cái nồi luộc trứng, để một lát nữa mình luộc trứng cút nó dễ hơn nha các bạn. Cái phần luộc trứng này thì mình cũng luộc từ nước lạnh, mình luộc cho nó sôi lên là nó trứng cút nó chín rồi đó. Luộc lửa vừa, khi nước nó sôi tăm thì các bạn vớt cái trứng bách thảo ra nha. Nó hơi nóng nóng là các bạn vớt cái trứng bách thảo ra để lâu nó bị nứt á, chuẩn bị nứt rồi nè. Và khi nước chuẩn bị nóng là trứng bách thảo mình nó được rồi đó. Tại vì cái trứng này nhiều khi lúc trước mình không cần luộc cũng được. Còn cái trứng cút thì nó sẽ đợi nó sôi lên rồi mình hả vớt ra, mình quậy cho nó bị nhức đầu, cho nó bị chóng mặt. Trứng nó cũng sôi lên như thế này thì mình vớt ra được rồi nè. Mình nấu cái gà này khoảng được một tiếng hoặc 2 tiếng thì mình sẽ bỏ cái này vô. Củ sắn nè, bắp nè, cái rễ ngò. Và mình cũng sẽ cho cái sò điệp, cái này là mình đã rửa sạch nha các bạn, vào luôn. Mình sẽ cho vào đây một muỗng cà phê muối và 2 muỗng cà phê đường phèn. Khi nó sôi trở lại thì mình chặn lửa nhỏ nhỏ cho nó sôi lăn tăn, và mình sẽ đun cái này trong một giờ. Mình sẽ lấy khoảng chừng 2 khúc bắp ra để mình lấy hạt, để một lát mình bỏ vào trong súp. Chờ nguội rồi mình cắt nha các bạn.
mình lấy xong mình bỏ trở lại, mình nấu thêm khoảng chừng 1 giờ nữa cho cái bắp và cái còi sò điệp nè, rễ ngò nó ra chất thơm, chất ngọt. Thường cái phần còi sò điệp này thường á, nếu mà các bạn nấu các bạn bỏ trong túi vải á, để khi mà mình nấu xong rồi chứ mình sẽ tận dụng cái xác của còi sò điệp này nè, mình xé nhỏ nhỏ ra để mình bỏ trong nồi súp cũng rất là ngon. Nấu nó mềm như thế này, nấu 1 tiếng đồng hồ đã mềm như thế này rồi. Xé ra giống như xé thịt gà vậy đó. Mình sẽ gỡ thịt gà và gỡ cua luôn nha các bạn. Thịt gà thì mình sẽ xé sợi nhỏ nhỏ. Cái phần nấu súp rất là dễ, chỉ có cái công đoạn là gỡ thịt cua với thịt gà là nó hơi mất thời gian. Gỡ thịt gà mà nó càng nhuyễn càng đẹp, nhưng mà nó mất thời gian lắm. Mình cũng không có gỡ nhuyễn được nữa, nhỏ nhỏ thôi. Mình cũng sẽ gỡ thịt cua luôn nha các bạn. Cái phần trứng cút mà khi mà sau khi mà mình ngâm nước lạnh á, nó nguội hẳn á, các bạn gỡ rất là dễ. Nấm đông cô á các bạn, thường á người ta sẽ không cho vào nồi súp, tại vì cái nấm này nó sẽ ra cái màu đen làm cho súp mình nó đen không đẹp nha. Để hạn chế cái nấm này nó đen thì các bạn ngâm một xíu rồi mình thay nước, ngâm một xíu thay nước, mình thay khoảng chừng 3-4 lần thì nó bớt, nhìn thấy cái nước này nó bớt đen là được. Nhưng mà nó vẫn, khi mà nó gặp nóng thì nó vẫn ra chất đen, nhưng mà đỡ hơn thôi chứ các bạn. Do đó nếu mà các bạn sợ cái nồi nước súp của mình nó bị đen thì không dùng cái nấm đông cô. Đông cô hay còn gọi là nấm hương á, mình sẽ đổ ra, mình rửa sạch một lần nữa rồi mình sắc sợi. Mình sắc sợi nha các bạn. Mình thích sợi mỏng thì mình sắc mỏng, mình thích sợi dày thì mình sắc dày. Có nhiều người người ta để nguyên cái nấm luôn á, không sắc ra luôn. Rau nêm của mình sẽ gồm có ngò rí và hành. Mình sắc nhỏ luôn nha các bạn. Vậy là mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu để nấu súp. Và nếu mà các bạn có nước dùng gà hoặc nước dùng heo sẵn ở nhà thì cái việc nấu súp rất là nhanh và đơn giản. Cái nồi nước của mình á, sau khi mà mình để các rau củ quả vô á thì nó nấu được 1 tiếng đồng hồ thì mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ vớt ra, mình lược lại và mình nấu. Cái nồi nước của mình sau khi mà nấu nó thu được bao nhiêu đây nè, nó không đủ 2 lít thì mình chiên thêm cho đủ 2 lít, tại cái nồi của mình 2 lít nước đó các bạn. Nếu mà các bạn có sẵn cái nước dùng gà hoặc là nước dùng heo thì các bạn lấy 2 lít nha. Khi mà nấu nước dùng thì các bạn nên làm nó thiếu. Ví dụ như mình dự định là mình nấu ha, mình có 2 lít nước dùng mà mình nấu nó thiếu thì mình chiêm nước vào được. Chứ mà mình nấu sau khi mà mình nấu xong mà cái lượng nước dùng của mình nó nhiều hơn 2 lít á thì nó dư ra thì làm cái nước dùng của mình nó bị loãng nha. Bắt bếp trở lại. Trong thời gian chờ cái nước dùng của mình sôi trở lại thì mình sẽ cân cái phần bột năng. Như mình đã nói lúc nãy thì các bạn không có bột năng Hà Lan thì các bạn sẽ pha 50-50, có nghĩa là 50% bột năng và 50% bột bắp nha các bạn. Hôm nay nhà mình không có bột bắp nhưng mà lại có bột năng Hà Lan, mình sẽ sử dụng bột năng Hà Lan. Mình sẽ cân tổng cộng 200g bột, chắc phải cân 2 chén. Và mình sẽ cho một xíu nước vào khuấy đều đều. Sau đó mình bỏ vào trong nồi nha. Mình sẽ canh cho nó có cái độ sánh mong muốn của mình, sau đó mình ngưng. Cho đó mình cân dư một xíu của không sao, để mắc công thiếu thì mình phải thêm bột á. Hai cái chén này mình sẽ đựng lòng đỏ trứng gà và lòng trắng trứng gà. Một số nơi người ta nấu súp người ta chỉ nấu lòng trắng thôi các bạn, nhưng mà lòng trắng nó không có chất dinh dưỡng bằng lòng đỏ, cho nên mình sẽ tận dụng lòng đỏ. Và khi các bạn kinh doanh thì các bạn có thể lựa chọn, tại trứng nó cũng không có quá mắc. Mình sẽ sử dụng cả lòng trắng và lòng đỏ, nhưng mà mình đánh riêng ra, không có đánh chung. Hôm nay mình sử dụng 3 trứng gà nha. Mình sẽ cho cái lòng trắng này cc nước vào, khoảng chừng 1 muỗng cà phê nước, cho nó loãng ra mình đánh nó dễ nha. Và 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng chia làm 2, làm mỗi một bên là 1/4. Cái lòng đỏ thì mình không cần để nước đâu ạ. Lòng đỏ thì mình đánh dễ hơn cho nên mình không cần bỏ nước vào. Nước sôi trở lại thì mình sẽ cho cái phần mà cà rốt của mình để cho nó mềm á. Mình sẽ nêm lại cái nồi nước dùng của mình nha. Sẽ có là 1 muỗng cà phê muối, khoảng chừng 3 muỗng hạt nêm,
mình dùng nữa hạt nêm gà. Các bạn không có dùng hạt nêm thì các bạn dùng bột ngọt một xí cũng được. Cái này thì mình chỉ nêm nó vừa vừa thôi, vừa vừa, không có đậm đà lắm. Tại khi ăn thì người ta sẽ ăn với giấm tiều và ăn với nước tương, xíu nước tương, xíu dầu mè. Cho nên nó, các bạn nêm nó vừa ăn thôi. Mình sẽ cho thêm một tí tiêu muối á, tại nãy cái muỗng không dùng. Rồi sau đó các bạn nêm lại theo khẩu vị của gia đình của mình nha. Natha chỉ nêm cái dạng trung như thế này. Thì nếu mà nhà các bạn ăn ngọt thì thêm miếng đường phèn nữa, ăn mặn hơn thì thêm xíu muối nữa nha. Sau khi nêm xong thì mình sẽ cho cái tất cả các nguyên liệu này vào nè, gồm có bắp nè, trứng nè, nấm đông cô, cái hành với lại cái ngò rí thì các bạn không nêm nha, tại mình để đây nó rớt vô. Mình bỏ trứng, mình bỏ gà xé vào luôn nè. Riêng cái phần mà cua thì có nhiều nơi mình thấy người ta không bỏ vào, khi nào mà ví dụ như người ta bán cái dạng mà cái ly mà nó nhiều nấm, nó nhiều tiền thì người ta sẽ bỏ ít cua, còn có nhiều nơi người ta không bỏ cua luôn, ta bỏ xíu gà. Mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp của mình lên, chờ nó sôi lại. Cái nồi súp quan trọng nhất là làm sao mình nấu cho nó không có bị vữa, tức là nó chảy nước á. Thì bột á phải đủ nhiều. Khi mà nó sôi trở lại thì mình sẽ dặn nhỏ lửa, mình vớt bọt rồi mình cho bột vào. 9 muỗng, 10 muỗng, rồi mình kiểm tra cái độ đặc của bột nha. Mình sẽ lên canh từ từ. Tại vì mình mới cho vào á, có nhiều chỗ nó chưa đủ nóng, bột nó dính cục lại á, mình phải quậy. Như chỗ này nó dính cục bột lại nè, sẽ quậy nó ra. Mình cho hết cái phần này vô luôn. Bột nó sôi mặn trở lại rồi như thế này nè, mình sẽ cho trứng vào. Trước khi cho trứng các bạn nhớ khuấy cái này nha. Mình sẽ cho cái lòng đỏ, lòng trắng trứng trước. Cái nước ở dưới phải sập sôi à. Mình nhớ lấy đũa mình quẹo qua bên đây nha. Các bạn lấy đũa khều qua bên phía một bên thì nó sẽ không có bị đùng cục lại. Mình bỏ cái lòng đỏ vào luôn. Xay đều, các bạn phải xay đều cái rây lên, để một chỗ là nó sẽ đồn đùng cục nha. Mình sẽ dùng đũa xay từ phía ngoài vô số tâm. Bắt đầu nó đặc, hơi đặc đặc, cái các bạn sẽ thấy tất cả mọi thứ nó nổi lên trên mặt. Khi mà mình đã cho bột, cho tất cả các thứ vào và cho trứng vào luôn rồi thì mình để lửa nhỏ nhầy khoảng chừng 15-20 phút cho bột nó chín đều. Nhưng các bạn nhớ là mình hạn chế khuấy nha, lúc này là mình hạn chế khuấy, mình không khuấy nữa, tại vì khuấy nó rất là dễ bị vữa. Cái nồi súp của mình đã nấu thêm được 20 phút rồi các bạn. Và mình sẽ cho vào dầu mè vào. Do cái súp này á, người ta sẽ để nóng múc ra nó ngon hơn á, cho nên có những nơi á, mà người ta múc ra chén rồi người ta mới để dầu mè nha. Mình sẽ để một ít trong nồi rồi khi nào ra chén mình để một ít nữa. Các bạn nhớ khi mà mình khuấy thì mình khuấy một chiều, từ hồi lúc bỏ bột vô cho tới lúc bỏ trứng vô và tới bây giờ các bạn khuấy một chiều thôi nha. Bây giờ là súp của mình nó sánh rất là ngon rồi. Các bạn mình dặn nhỏ, thật là nhỏ lửa để mình giữ nóng nồi súp của mình và múc ra tô ăn nha. Nó sánh rất là ngon ha. Trứng bách thảo nếu mà mình không ăn liền á, mình luộc xong cái mình bỏ vào trong tủ lạnh nha. Sau mới mốt mình lấy ra mình ăn thì mình không cần luộc nữa. Thành phẩm mình sẽ cho một xíu dầu mè. Cái món này là không thể thiếu dầu mè nha các bạn. Ít rau, rau thơm. Mình ăn trứng bách thảo thì mình sẽ để trứng bách thảo vào. Ít tiêu vào luôn. Chén này không có trứng bách thảo nè, trứng cúc rất là nhiều đó. Cái món này các bạn nhớ mình sẽ ăn với lại ớt sa tế, giấm tiều và một xíu nước tương. Mình đã hoàn thành xong cái phần súp của mình rồi các bạn, rất là ngon ha. Nè, súp mình nó bóng nè, nó có độ sánh. Khi mà các bạn làm cái bột năng này, cái bột độ sánh nó rất là đẹp hơn so với cái bột bắp. Cái bột bắp nó có độ sánh không bằng, còn rất là nóng luôn á. Đầu tiên của món súp này mình sẽ nghe rõ cái mùi dầu mè. Đặc trưng nhất của cái món này đó chính là dầu mè. Sau đó mình sẽ nghe thơm mùi cua và cái
cái nước súp, cái nước súp nó ngọt ngọt từ rau củ quả. Khi mà ăn thì khách sẽ ăn với xíu nước tương vô rất là ngon, giấm tiều nè và ớt sa tế. Cái nước súp của mình rất là đậm đà các bạn, ngọt vừa, ngọt rất là thanh. Video clip của mình đến đây là hết rồi. Rất là cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi.